Chính xác là gì? Em nghe nó xịt ra luôn á chị. Ừ, nghe cái bọc hả?
nâng gối cao nó rất là khó chịu. Làm dễ cho chị cái gối này.
bụng nó đau quá, làm như nó bị sưng lên thôi á chị. Ừ, hơi sợ. Đi khó xe. Nó ít mà bữa ấm gì nè, tao gửi clip trên YouTube đó coi không ông thủ coi còn ớn.